siêng khoảng hotel đó. Đi siêng khoảng thành phố tỉnh lẻ của làng. Địa điểm du lịch tập trung mà. Đi vô checking khách sạn ở Lào nữa gì. Good evening. Okay, how are you? Okay. Looking for the room 2203. Okay, right here. Let's see. Wow, khách sạn bên Lào là gì? À, có TV. Wow, có giường ở bên trong rộng luôn. Wow. Oh. Cái restroom. Wow, còn tấm đứng. Not bad gì ha. Ok. Đây là tủ. À, tủ quần áo. Điện thoại. Bên ngoài có phòng riêng. Nhìn qua xuyên khoảng buổi tối trời chuyển mưa vậy. Ok, Hải của mình đã có mặt tại Đông Bắc Lào. Tối ngày 26 tháng 7 năm 2017. Trời đang chuyển mưa to vậy ha. Ảnh hưởng bão số 4. À, hành lang. Đó, mà nhìn vô là gì, phòng ngủ đó. Ok, thank you. Good night, cái gì?